Để mình nói cho các bạn biết nhá, các reviewer khác sửa pin test cho các bạn là mang đến tốc độ, còn mình mang đến đó chính là trải nghiệm. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Channel. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chuyên mục speed test và hai nhân vật chiến binh trong bài speed test ngày hôm nay đó chính là chiếc Pocophone F1 và bên này đó chính là chuyện loại trong giới smartphone hiện nay. iPhone XS Max. Nhiều anh em sau khi mà nghe đến đây thì chắc hẳn sẽ bảo mình rằng là mẹ cái bài speed test vô bổ vãi cả đấy. Khi mà mình so sánh một em với mức giá khoảng tầm 30 triệu so với em 8 triệu thôi thì rõ ràng là chiến thắng sẽ thuộc về XS Max rồi, đúng không? Thêm một nữa thì một số anh em nào thích lôi chỉ số công nghệ ra thì đấy, một bên là A12 7 nanomet, một bên là 845 10 nanomet. Thế nhưng mà ngày hôm nay cái bài speed test này mình không muốn quan trọng thắng thua lắm mà mình sẽ tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm của bạn để xem rằng là với mức giá 30 triệu và một chiếc máy với mức giá 8 triệu thì trải nghiệm tốc độ về chơi game loạt app của em nó sẽ chênh lệch khoảng bao nhiêu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau check, chúng ta sẽ không có ứng dụng nào chạy nền ở hai máy cả. Đó. Và kết nối cùng một điểm wifi của Channel rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với những cái app ngày hôm nay. Thì mình sẽ có những cái app là những tác vụ thường ngày kiểu Facebook, Instagram và một số tựa game. Cá nhân mình đánh giá những cái tựa game ngày hôm nay thì có cả nhẹ và cả nặng, nhưng mà tựa game nặng sẽ nhiều hơn. Đó, để làm khó cả hai máy. Và mình sẽ tập trung đánh giá các bạn về khả năng đa nhiệm. Bởi vì thực sự thì mình thấy rằng là bây giờ bật app thì chỉ bật một lần thôi, đúng không? Quan trọng là cái đa nhiệm của em nó. Đó, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cái Facebook đầu tiên. Rồi, đến với game đầu tiên, bây giờ chúng ta bắt đầu này. Đầu tiên sẽ là Subway Surfer. Các bạn thể thấy rõ rằng là hai máy cũng không có quá nhiều chênh lệch về mặt tốc độ, thấy không? Nó chỉ chênh nhau khoảng tầm 1 giây á. Không quá nhiều lắm. Đến với Temple Run 2. Em nó quả trước này. Đây, sức mạnh của A12 đây. Nhưng mà đấy, ngay sau đấy thì bên phía Pocophone F1 thì cũng đã vào luôn rồi. Chúng ta đến với tiếp theo là Fruit Ninja. À, từ game này thì có vẻ tốc độ hai máy khá là cân bằng, cái này chỉ sau khoảng tầm nửa giây thôi, khá là nhanh. Rồi, đến với tựa game theo, bây giờ sẽ bắt đầu chuỗi những cái tựa game khá là nặng. Đầu tiên sẽ là ARK. Đây là một tựa game mà nó đòi hỏi đồ họa rồi, những cái skill làm việc quá nhiều. Rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ dư cái tựa game này nhá, thì mình sẽ cho các bạn loát thử qua app xem. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử qua về chuyển động của nhân vật trong này, cả hai máy sẽ như thế nào. Khá là mượt mà, không có gì cả. Thực ra thì mình cũng đã có thời gian trải nghiệm Pocophone rồi, thì mình thấy rằng là cái tựa game ARK trên Pocophone chơi hoàn toàn bình thường luôn. Các bạn sẽ không có gặp những hiện tượng giật lag gì cả. Và trong khi đây là một tựa game rất nặng, nó thay đổi đồ họa liên tục mà đồ họa còn là 3D. Em mắc thì có lẽ là không phải nói rồi. Hả? Các bạn thấy không? Đó, với cái trải nghiệm chơi thì có lẽ rằng là cái máy nó không khác nhau nhiều lắm đâu. Có chăng thì nếu như bạn để ý thì chúng ta thấy rằng là cái chất lượng màn hình ở bên Game Max thì có vẻ là tốt hơn, nên là nhìn nó sẽ nịnh mắt hơn rồi. Thôi, không trở lại nghịch chơi thủ lòng nào. Rồi ok, chúng ta đến với tựa game tiếp theo. Thế chúng ta cùng nhau đến với Asphalt 9. Game Max thì đã vào màn hình load game trước. Nhưng mà này, các bạn thấy không? Cái này nó bị giật giật này. Còn đoạn này thì nó mượt mà từ đầu đến cuối. Bên Game Max thì nó bị giật giật hơn ở cái khung loading. Oh! Wow! Tựa game này thì Pocophone đã giành chiến thắng. Quá bất ngờ luôn. Yeah. Hay quá. Ở tựa game Asphalt 9 thì mình sẽ cho các bạn load map luôn để xem rằng là em nào số load map đỉnh hơn. Nào vào play. Nào nào nào, 3, 2, 1. Tèn 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 tèn. Đấy không, bên này bị giật này, rõ ràng bên này bị giật nhá. Đó là cái hiệu ứng loading bị giật. Đó, cái Max thì đã load vào cái phần mềm chạy map trước. Khoảng cách thì cũng khá là xít sao, khoảng 1 giây thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game BBG. Đây, bên này là chứng tỏ của Android này, là nhà Android chung bị cập, là nó sẽ bị khựng một chút. Chứ còn mình nghĩ rằng là với chip 845 ở trên của Pocophone F1 thì chúng ta không cần bàn đến hiệu năng của em nó. Mình đã có vẻ chi tiết rồi. Nếu các bạn muốn xem lại thì cần xem. Tựa game BBG này thì Pocophone vào sau khá là lâu. Bên này thì mình chưa đăng nhập tình huống chỉ ở bên ngoài game thôi.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game Need for Speed. Ian Mark hơn này, Ian Mark vừa bị báo chậm hơn so với cả cô ấy một chút xíu. Bây giờ tựa game cần kết nối cả mạng nữa. Ở tựa game này thì Vocophone có vẻ vừa thắng được ở tựa game Asphalt 9 thì sang bên phía Need for Speed thì có vẻ hơi đuối hơn một chút. Đây là một tựa game mà nó vừa nặng mà còn đòi hỏi cả mạng nữa. Bên iPhone thì đã vào trước rồi này. Ok, chúng ta đến với tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với Death Stranger 2. Khi nói chúng ta sẽ không để ý nhiều về tốc độ lắm, bên này vào trước rồi này. Chúng ta sẽ không để ý nhiều tốc độ lắm mà chủ yếu là để ý đến đa nhiệm thôi nha. Tiếp theo sẽ là tựa game Into the Dead 2. Bèo, ui, em đã vào trước rồi. Cố lên Poco. Ở tựa game này thì không ngoài sự đoán, Ken Mark đã lại giành chiến thắng. Cuộc tựa game cùng của chúng ta sẽ là Shadow Fight bà nhau. Nó đó bị khước lại một tí, mình rất không thích cái hiệu chuyển cảnh. Và rõ ràng là trên Pocophone á, là cái animation khi mà bảo nó đã bị cắt bỏ số đi rồi. Đó, Ken Mark đã vào xong rồi, còn Pocophone thì vẫn chưa. Chúng ta cũng đợi cho nên Pocophone khi lên hẳn. Ta, ok, lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần quan trọng nhất, đây mới là phần hay này. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau bật lại để xem khả năng đa nhiệm. Đây mới là cái chính. Đó, đầu tiên sẽ là Facebook nào. Cả hai thì đều phải lỗi lại này. Insta không phải lỗi lại luôn. Subway Surfer. Wow. Pocophone còn nguyên trong khi đấy Ian Mark đã phải lốt lại game. Hơi dị. Nào, đến với Temple Run 2. Ở tựa game này thì cả hai mày đã phải lốt lại rồi. Tiếp theo là Fruit Ninja nè. Ken Mark đòi lốt lại, trong khi đó Pocophone lại không lốt lại. What? Trời ơi, Pocophone đang nghiệm đỉnh quá. Rồi, đến với tựa game tiếp theo. Đây, bắt đầu tựa game nặng này. Chúng ta đến với ARK xem mẹ em nào lốt lại nào. Ken Mark lốt lại rồi. Pocophone không phải lốt lại. Các bạn là sự bá đạo chưa? Ôi, không ngờ luôn. Mình không ngờ luôn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game A9. Mình thích gọi là A9. Ken Mark lốt lại. Pocophone rồi, lốt lại rồi. Tựa game này thì cả hai máy đều lốt lại. Tiếp theo nha, đến với BBG nào. Ken Mark phải lốt lại, trong khi đó Pocophone không phải lốt lại. Wow, không ngờ. Tiếp theo đến với tựa game Need for Speed. Đó, các bạn thấy sức mạnh của Pocophone chưa? Đó, đây tại sao người ta gọi Pocophone là chú ngựa ô trong bảng Android. Đó, thấy không? Ken Mark lốt lại rồi, Pocophone vẫn là nguyên. Từ nãy giờ tỷ số là chênh lệch nhau khá đấy. Đến với tựa game Death Stranger 2 nào. Cái này thì cả hai đều không. Đến với cái tiếp theo là gì? Into the Dead. Tựa game này Ian Mark không phải lốt lại. Bên Pocophone cũng thế. Từ nãy giờ Ian Mark lốt lại hơi nhiều nha. Xem lại nha, truy đại. Cuối game cuối cùng, Shadowfire 3. Cả hai máy đều không lốt lại. Ok, tổng kết lại thì chúng ta thấy rằng là XS Max với giá 30 triệu đồng của mình cùng một chip A12 7 nanomet đã là chiến thắng trong cái khoảng là đốt áp. Thế nhưng mà về đa nhiệm thì Pocophone thì lại giành chiến thắng. Và các bạn lưu ý rằng là mình xin lưu ý lại một lần nữa nhé, là Pocophone chỉ có giá 8 triệu đồng, tức là chỉ khoảng tầm bằng 1/4 so với chiếc XS Max mà thôi. Cho nên là mình đánh giá khá cao Pocophone. Android bây giờ thì chúng ta thấy rằng là trong tầm giá này thì khó tìm được chiếc máy nào có chip 8/5 rồi cả 6 GB như vậy nữa. Và mình chỉ muốn nhắc lại các bạn là quan điểm của mình, đa nhiệm mới là cái quyết định để trải nghiệm tất cả mọi người. Còn ví dụ các bạn chơi game 1-2 tiếng mà các bạn vào chậm hơn còn tầm 3-5 giây thì nó không ảnh hưởng nhiều lắm, đúng không ạ? Thế còn anh em thì sao? Anh em thuộc team Cricket Tân Một Cú Ken Mark hay là thuộc team Sơn Lu Puit Pocophone M1? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Can I suddenly look at Ken and I'm now? And this girl